Chương trình An ninh 24 giờ sẽ tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên KCNA sáng ngày hôm nay 20 tháng 10 đưa tin Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích nhóm giám sát quốc tế mới được thành lập bao gồm 11 nước chịu trách nhiệm giám sát các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên. Bình Nhưỡng cho rằng việc thành lập nhóm giám sát này hoàn toàn trái pháp luật và không chính đáng. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên cho Son Hui cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ có hành động đáp trả mạnh mẽ đối với những hành động bôi nhọ nước này. Cũng theo bà John Son-hui, việc thành lập nhóm giám sát mới là hành vi sai trái, coi thường luật pháp quốc tế và là sự vi phạm trắng trợn đối với chủ quyền của Triều Tiên. Trước đó, hôm 16 tháng 10, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã công bố thành lập một nhóm với sự tham gia của đa quốc gia để giám sát việc thực thi lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên sau khi Nga và Trung Quốc ngăn cản các hoạt động giám sát tại Liên Hợp Quốc. Cơ chế này có sự tham gia của các nước G7, cộng thêm Hàn Quốc, Hà Lan, Australia, New Zealand chịu trách nhiệm báo cáo các hành vi vi phạm và trốn tránh các biện pháp trừng phạt được quy định trong các nghị quyết có liên quan của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời đảm bảo thực hiện đầy đủ các lệnh trừng phạt đối với Triều Tiên.